các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm ông Nguyễn Văn Hiếu, chuyên viên văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, bà Ả Rắc Thị Thúy Nga, giáo viên trường phổ thông dân tộc trung học cơ sở Nam Giang, ông Vương Quốc Thắng, giám đốc trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, bà Đặng Thị Bảo Trinh, bí thư thị đoàn Điện Bàn, vừa có buổi tiếp xúc với cử tri tại thị xã Điện Bàn. Tại buổi tiếp xúc, những người ứng cử trình bày chương trình hành động của mình, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, sát dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phản ánh trung thực, đưa tiếng nói nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Cử tri thị xã Điện Bàn đánh giá cao các chương trình hành động và cho rằng những người ứng cử đều đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội. Qua đó, cử tri cũng có nhiều ý kiến đóng góp chân tình thẳng thắn, mong các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết chương trình hành động đã đề ra. Hội đồng Nhân dân thị xã Điện Bàn vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 18 nhằm đánh giá tổng kết tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân thị xã đã tổ chức 17 kỳ họp và thông qua 129 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, 17 nghị quyết chuyên đề và các nghị quyết trên các lĩnh vực. Hoạt động giám sát được cải tiến cả nội dung lẫn hình thức và mang lại kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân và hai ban đã tổ chức hơn 130 cuộc giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực. Tại kỳ họp đã thông qua 11 nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã. Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã khen thưởng 7 tập thể, 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian qua, thị xã Điện Bàn đã triển khai xây dựng nhiều công trình về hạ tầng giao thông, trong đó nổi bật là hạng mục đường dẫn phía nam cầu Cẩm Kim, dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, dự án nâng cấp mở rộng DT608. Cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng giao thông do thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư cũng đã và đang triển khai với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Cụ thể như các dự án nâng cấp mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn, đoạn từ ngã ba cây sợp đến ngã ba đường tránh Điện Minh quốc lộ 1 cũ, đường và cầu DH7DB qua sông Vĩnh Điện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với thị xã Điện Bàn về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Điện Bàn chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, tỉnh và thị xã, đồng thời thành lập 3 cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức lại 10 tổ chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch. Để đối phó với tình hình dịch bệnh, thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể địa phương tiếp tục chỉ đạo tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quang Tân biểu dương tinh thần chủ động phòng chống dịch của thị xã Điện Bàn, đồng thời nhấn mạnh hiện nay phải kiểm soát chặt chẽ các khu công nghiệp, không thể để dịch bùng phát ở những nơi đặc biệt nhạy cảm như nhà máy, xí nghiệp. Tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết liệt nhất, nâng mức độ phòng chống dịch lên mức cao nhất, thực hiện nghiêm túc công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch có hiệu quả nhất. Vừa qua, ông Phan Ngọc Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn cùng đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể của thị xã đã đến thăm động viên và tặng quà tại các chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn đã trao tặng tiền mặt, khẩu trang, thực phẩm cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền mặt trên 10 triệu đồng. Đến nay, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho các nhóm đối tượng thuộc Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã và các xã phường cơ bản đã hoàn tất. Với tổng số người được tiêm là 1.537 người, chống chỉ định 1 trường hợp. Hiện tại phản ứng được ghi nhận có 103 trường hợp phản ứng thông thường như sốt, đau nhức vị trí tiêm. Hiện chưa phát hiện các trường hợp phản ứng nặng. Những ngày qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các địa phương trên địa bàn thị xã.
Nhiều chương trình hành động với các kế hoạch, mục tiêu cụ thể hợp lòng dân đã được ứng cử viên gửi đến các cử tri và nhiều mong muốn, niềm tin, kỳ vọng được cử tri thị xã gửi gắm đến các ứng cử viên đại biểu dân cử, ghi nhận của phóng viên chương trình. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri của thị xã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử cần thực hiện đúng lời hứa, nói đi đôi với làm. Nhất là những chương trình mang tính thực tế cao, sát với nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân. Cái nguyện vọng của nhân dân chúng tôi và cử tri chúng tôi là niềm tin nằm trong cái chương trình hành động của các vị. Qua các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn thị xã cũng đã bày tỏ nhiều trăn trở, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến. Đó là đề nghị Đảng, Quốc hội, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết nối hạ tầng trong việc khớp nối để phát triển địa bàn, gắn kết với trục phát triển kinh tế các vùng trọng điểm của tỉnh Quảng Nam, vấn đề liên quan đến tình trạng dự án treo, tình trạng ô nhiễm môi trường, chế độ chính sách ở các xã phường, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thì cũng mong các vị dù trúng hay dù trật cũng đem hết cái tâm huyết để phục vụ những mà bên cái vấn đề thiết thực là đáp ứng được nguyện vọng của cử tri mà chiều hôm nay có đề nghị phản ánh đến các vị. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử là dịp để cử tri được gặp gỡ, biết thêm về các ứng cử viên, qua đó phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu đại diện cho tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 tới. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, những ngày qua, các ngành, các lực lượng trên địa bàn thị xã đang nỗ lực hết mình, tăng cường công tác phòng chống dịch. Tính từ ngày 30 tháng 4 đến nay, thị xã Điện Bàn có 1 ca nhiễm SARS-CoV-2, trên 150 trường hợp công dân là F1 đang được cách ly tập trung. Từ khi có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, thị xã đã tích cực, khẩn trương truy vết cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Thì Trung tâm Y tế đã quyết liệt vào cuộc với một sự truy vết thần tốc, với sự phối kết hợp đồng bộ với 20 xã phường, là ban chỉ đạo 20 xã phường, cán bộ y tế của trạm y tế 20 xã phường thì đã truy vết đến giờ phút này để truy vết gọi là tương đối, chúng ta tiến tới một cách gọi là an toàn nhất trong vấn đề truy vết. Tại bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, bệnh viện tổ chức chốt chặn nghiêm ngặt tại các cổng và các khoa phòng. Phòng khám đa khoa khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc hiện điều trị 10 ca dương tính với COVID-19, từ nhân lực, kỹ thuật cho đến các điều kiện bảo hộ nhân viên y tế đều đảm bảo ở mức an toàn nhất. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, tỉnh và thị xã, đồng thời thành lập 3 cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức lại 10 tổ chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch. Các tổ giám sát cộng đồng cũng được tái kích hoạt. Thì, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thị xã ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo cho các ngành, các địa phương triển khai đồng loạt các biện pháp để đảm bảo công tác phòng dịch. Trước tiên là tăng cường công tác tuyên truyền trên các cái hệ thống thông tin của thị xã, rồi của xã và của thôn, là truy vết, khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để dịch phát sinh và lây lan trên diện rộng. Đồng thời thì triển khai việc kiểm tra, việc chấp hành các văn bản quy định của tỉnh, của thị xã về hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, các hàng quán không được bán tại chỗ, việc ra đeo khẩu trang khi ra ngoài đường để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tăng cường ý thức phòng chống dịch trong nhân dân. Với sự tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thị xã Điện Bàn tiếp tục phát huy các giải pháp phù hợp, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thưa quý vị và các bạn, mang loại hình nghệ thuật dân tộc hát tuồng đến với các trường học để học sinh có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu trong các chương trình ngoại khóa là sự nỗ lực của các thầy cô giáo của trường tiểu học Junco, xã Điện Phước và nhà hát tuồng Nguyễn Hiên Dĩnh trong thời gian qua. Lần đầu tiên được làm quen với loại hình nghệ thuật này, nhưng các em học sinh tỏ ra rất thích thú với tính cách của nhân vật,
trong vở diễn và biểu cảm của các diễn viên tuồng. Các nghệ sĩ đã giới thiệu những mặt nạ cơ bản giúp các em cảm nhận và hiểu thêm đặc trưng hóa trang, vũ đạo, phục trang, âm nhạc, tính ước lệ tượng trưng, tính văn chương của nghệ thuật tuồng. Không chỉ giới thiệu từng vai diễn trong nghệ thuật tuồng như Nịnh Thần, Đào Kép, Võ Tướng, các nghệ sĩ còn diễn trích đoạn về nhân vật lịch sử Trần Quốc Toản. Việc nhà hát chọn những trích đoạn tuồng lịch sử để diễn giúp các em hiểu về nghệ thuật tuồng, nhắc nhớ lịch sử, các vị anh hùng của dân tộc và khơi gợi lòng yêu nước. Lần đầu tiên em được xem biểu diễn nghệ thuật tuồng, em rất thích. Em mong ước các cô chú dạy chúng em để chúng em được biểu diễn nghệ thuật tuồng trong các buổi sinh hoạt ở trường. Tuồng là một loại hình kịch hát thuộc dòng sân khấu tự sự phương Đông, mang đậm âm hưởng hùng tráng với những tấm gương tận trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa, những bài học về đạo lý, khí tiết của người anh hùng trong các hoàn cảnh đầy mâu thuẫn và xung đột. Chính vì vậy, chất vi hùng là một đặc trưng thẩm mỹ độc đáo của tuồng và mang tính cổ điển khi phần lớn các vở diễn được xây dựng dựa theo những tích truyện lịch sử mang tính khuôn mẫu. Các yếu tố ca, vũ, nhạc lồng ghép hài hòa với nghệ thuật diễn xuất của diễn viên, mang lại cảm xúc thẩm mỹ đặc biệt cho thầy cô giáo và học sinh. Và ngày nay thì mặc dù gọi là cái nghệ thuật truyền thống dân tộc đặc sắc, nhưng cũng ngày càng mai một vì chúng ta không còn nhiều khán giả. Làm những cái động tác như này nhằm góp phần vào cái việc bảo tồn và phát huy, đồng thời cũng nhằm để mà tạo ra một cái lượng khán giả trẻ mới biết yêu tuồng, hiểu tuồng. Và cái nơi tôi đang đứng đây chính là cái nơi mà sinh ra cái nhà hoạt động tuồng lỗi lạc Nguyễn Hiển Dĩnh mà hiện nay là nhà hát tuồng Đà Nẵng đang mang tên. Tôi cũng mong rằng là tỉnh Quảng Nam nói chung và thị xã Điện Bàn chúng ta nói riêng cố gắng làm sao tạo được những cái hoạt động như thế này cho các em nó hiểu thêm về cái nghệ thuật truyền thống. Sau trích đoạn tuồng là những tiết mục múa rối do các nghệ sĩ nhà hát tuồng biểu diễn với sự kết hợp nhuần nhuyễn cùng sự khéo léo của đôi bàn tay của các diễn viên nhà hát tuồng. Những con rối ngộ nghĩnh đáng yêu, hòa mình vào thế giới của thiên nhiên, yêu thương và vui đùa đã tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt, đưa các bạn nhỏ đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, giúp các em hiểu ngôn ngữ của nghệ thuật múa rối và ý tưởng mà tác phẩm muốn gửi gắm. Đem nghệ thuật truyền thống vào trường học là một hình thức sinh hoạt ngoại khóa bổ ích, tạo nhịp cầu giao lưu gắn bó gần gũi giữa các nghệ sĩ với khán giả là thầy cô và học sinh, tạo cơ hội cho các em tìm hiểu, yêu mến những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, để có ý thức gìn giữ, không để những giá trị vốn có bị mai một. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn phát hình sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.